Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Cùng Hero Team khởi động tinh thần chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh rộn ràng cùng với hộp quà Hero Team Xmas nha. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích hộp quà Hero Team Xmas này. Chúc các bạn và gia đình một mùa Giáng sinh an lành và đừng quên đặt hàng trước ngày 25 tháng 12 để nhận được thêm nhiều ưu đãi mới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai những hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây các bạn ơi. Và mấy bạn à, như hiền nhân ở trên YouTube đã thường dạy rằng là có thực mới vực được đạo. À nhầm, quên, cái gì ta? À, có làm thì mới có ăn. Đúng như vậy, chính vì như vậy cho nên nếu như không làm mà đòi có ăn thì chỉ có bóc đất mà ăn thôi, mấy bạn hiểu không? Nhưng mà hôm nay ở trong Minecraft nó còn không cho chúng ta ăn cả đất nữa bạn ơi. Bởi vì chúng ta cần cạp vô đất cái chúng ta sẽ chết queo. Cái hôm nay gì, bạn gì ơi, mà đất mình giữ vậy, đất axit gì mà chạm cái mà bốc hơi luôn vậy? Đúng vậy, hôm nay chúng ta chỉ cần chạm vào đất thôi là chúng ta sẽ bốc hơi luôn đó. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, mình đã mời mèo Simmy và Sammy vào trong đây để gọi là cùng với mình tham gia một gì ta, một màn mini game phá đảo Minecraft. Nhưng trong tình trạng đó chính là chỉ cần chạm vào cục đất là sẽ chết queo, bạn hiểu không? Đó, khoan, từ đây mình leo con ngựa được không? Trời, không được luôn. Tôi leo con ngựa tôi chết queo luôn. Trời ơi trời, đó bạn thấy không? Chỉ cần mấy bạn chạm vào đất thôi là mấy bạn sẽ chết queo luôn đó. Để xem coi liệu rằng hôm nay mình và Sammy và Simmy bọn mình có thể chiến thắng được gọi là cái trò game này hay không mấy bạn nha. Ok. Và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của Sammy cùng với mèo Simmy để đăng ký ủng hộ cho hai người bạn của mình nữa nha. Ok. Rồi, còn bây giờ hãy chúng ta cùng nhau bắt đầu sinh tồn phá đảo game hay nào. Sammy đi xuống đi. Trời ơi, ông nội vô ăn thúi nè. Trời ơi, chạm mắt ở đây luôn. Ok, khoan từ. Bây giờ chúng ta phải tìm được cách để chúng ta có thể qua bên kia đào gỗ nè, để chúng ta mới có thể chế tạo đồ được. Cũng phải chạm dưới đây để mình đào gỗ chứ bây giờ không chạm được sao đây. Chị biết nè, bây giờ cái chân mình chạm đất là nó sẽ bị chết đúng không? Bây giờ mình lấy tay chạm đất nó không chết, bây giờ chụp cái chuỗi mình đi đi. Hợp lý không? Tào lao. Rất là đơn giản thôi. Tôi thông minh nè, để tôi chỉ ra nè. Bà không biết gì hết trơn á. Chúng ta chạm vào trong cái phần cỏ này chúng ta sẽ bị chết đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta đừng có chạm vô cỏ nữa, chúng ta hãy đào cái phần đất này ra, đó. Mình thì hình như mình nhớ là cỏ chạm vô cái phần đất mà nó có cái cỏ bạn thì chạm vô nó mới chết thôi nha. Còn nếu như đất bình thường chạm vô thì không sao. Đó không? Ê, ok. Đó. Xin. Đi qua. Trời, đơn giản hay không? Đó, mình cứ đào đất mình đi qua bên kia thôi. Ok. Bây giờ làm cách nào để mình gọi là giết mấy con động vật để mình làm thịt nó mình ăn được cái ta? Lấy tay mình đập thôi chứ sao? Còn gì đâu? Tay thôi chứ sao? Hình như trước mặt chúng ta là một cái nấm rất là cao một cách vô lý. Có cái nấm. Ủa sao bên kia có cái nấm cao như vậy? Trời ơi, cái ta là người ta nói nấm lùn đây là nấm cao là sao vậy? Bây giờ nè mấy bạn phải đào thật là nhiều khối đất hiểu không? Để mấy bạn đi bộ qua bên kia mấy bạn mới gọi là không bị chết hiểu không? Ok rồi. Thôi chắc mình nghĩ như đây đủ rồi xem. Bây giờ mình đặt block mình đi lên đi. Đây đặt block như thế này nè. Ok, bắt cua. Đấy, ok mình bắt cua bên kia nha. Ê cá bị vô. Ủa. Ôi, à, vậy là chỉ có chạm vào cỏ. Cái này nè bạn, là mình chỉ có chạm vào cỏ mình mới chết thôi nha. Còn nếu như mà mình chạm vào trong mấy cái cục khác là mình sẽ không bị chết nha. Đó, trời ơi, ok, vậy dạ, hợp lý, được, ok. Trời đâu. Ơi, tôi muốn giết người. Ủa, con ơi, con sao bạn ơi. Trời ơi, creeper dọa cái bắn cái rồi đụng vào cỏ luôn. Trời ơi, mà Sammy mới bị có sự tình bắn câu phát có chất veo luôn bạn ơi. Ok, ai mình đến chỗ nè. Bây giờ mình sẽ lên để mình đào gỗ nha bạn nha. Ê, cái này con sắt này, con cái hang con sắt nè. Cẩn thận nha, vô vậy. Bình tĩnh, trời ơi, sắt bây giờ không cần thiết bằng gỗ đâu. Mình phải đào được gỗ trước đã thì mình mới đào sắt được chứ. Ok, đây, mình sẽ cố gắng mình đào gỗ nè. Ấy, ok. Đây, mình sẽ đặt đất xung quanh đây để tránh trường hợp mình bị rơi xuống dưới nha các bạn nha. Nguy hiểm lắm. Ok. Sợ quên ghê luôn á. Đang đào sắt. Đi ra xong. Sắt giờ thôi nha ông nội. Tôi chỉ tính đẩy Sammy đi ra chỗ khác thôi. Ai về đâu Sammy chết queo luôn. Ok. Đây là tôi sẽ chơi đẩy lại ông cái cổ nè. Thôi xin lỗi mà xương. Tôi nói trước ông lâu mà chạy. Ông cứ nói ông 10 giây cho ông chạy không mà tôi phải đánh ông cái. Ông cứ hả hay lòng hả dạ. Bây giờ mình sẽ chế một cây kiếm nè để mình giết mấy con gà làm thịt mấy bạn ơi. Ok. Ở đây để mình đặt block đi lên. Chết rồi, mấy con gà chạy đâu mất tiêu hết rồi. Ê,
À, bên kia thấy một con gà, nhưng mà nó ở xa quá sao qua được trời. Ừ. Con gà. Nó thật sự luôn á trời. Đứng lại. Thôi, tôi sẽ làm thịt mày. Tôi sẽ sinh tồn giữa thang. Ở giữa thang là bất tử. Tính ra okay. Tính ra mấy con gà này thông minh quá ha, thấy tôi lại gần nó chạy mất tiêu rồi. Con gà đứng lại. Mấy con cá này coi có ra được gì không? À, coi ra thịt cá chứ. Ủa what the hell? Ê mọi người, ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên tôi giết cái con gà nó ra pháo bông vậy? Ê, tôi đặt thang ra tùm lum thứ tào lao nè. Trời ơi, cái gì vậy trời? À, vậy là ở trong đây là Minecraft nó sẽ lộn xộn luôn mấy bạn. Mấy bạn đập cái với mấy bạn giết động vật hay bạn đào thang là nó sẽ ra cái đồ bất kỳ. Trời, hợp lý. Vậy là mình dễ rồi, vậy mình sinh tồn dễ rồi. Mà tôi muốn lấy thang để tôi nung sắt. Trời nào. Mọi người ơi, tôi giết con gà được Ender nè, vậy là mình có thể giết rồng được rồi. Hợp lý gì mà hư cấu vậy ông nào? Hư cấu chứ, thì bây giờ mình chạm vô cỏ mình chết thì mình giết mấy con vật mình được đồ xịn thì nó hư cấu, đúng rồi. Ok, vậy đúng là sao không có thể giết con vật. Trời ơi, mọi người không biết tôi mới đào được gì đâu mà tôi mới giết con gà tôi được gì đâu mọi người. Tôi được một cái mũ Netherrack. Trời ơi, xịn. May quá, xém rồi tôi chạm mấy cục cỏ rồi tôi chết rồi. Trời ơi, mày ghê. Ok, đợi đó. Mày vậy? Trời sắp tối rồi. Ok bạn ơi, thì bây giờ hiện tại á, trời sắp tối rồi, cho nên mình nghĩ rằng á, là mình xin phép mấy bạn là cho bọn mình sử dụng night vision để mình có thể nhìn được trong bóng đêm, để cho các bạn có thể dễ xem video hơn nha. Chứ không trời tối bạn sẽ không thấy gì đâu. Ok, 3, 2, 1 mọi người. Cho xin 5.000 hiệu ứng. Bùm chiêu. Đó, sáng trưng luôn bạn ơi. Đó, mặc dù là trời tối nhưng mà vẫn thấy sáng nha. Ok rồi, bây giờ sẽ nhảy qua bên kia. Ê. Ok rồi, hiện tại là mình chân lý cuộc đời tôi hiểu không? Hiện tại là mình đã có khá khá đồ. Mình có 3 cái giường tụi mình đi ngủ không mọi người? Có giường. Okay, có giường à? Được. Đi ngủ. Đây, ở ngay cây nấm siêu to khổng lồ không? Lúc vừa mình thấy á, trời ơi nó cao. Cây nấm siêu cao. Ok, để tôi xíu, tôi đang đi qua. Tôi phải bắt cua từng block tôi đi qua nè, trời ơi trời. Chết rồi, cái cục này nó biến thành. Hây. May quá không chết. May quá. Con heo đi ra mày. Hây. Ok, rồi, hy vọng là tôi sẽ không chết. Nhảy qua đây. Rồi ok, qua được rồi. Ngủ. Đi ngủ. Ủa cái gì? Ôi trời ơi. Sim mới chết đi. À, được rồi, hiểu rồi. Nè Sim. Sim nhìn nè. Bên dưới cái giường của Sim có cục đất nè. Trời ơi. Này cứ đi. Ai lấy gỗ của tôi vậy? Ai lấy gỗ của tôi vậy? Trời ăn cướp vậy? Tôi có lượm đâu. Tôi chỉ lượm được táo vàng của Sim thôi. Tôi. Đây gỗ đây. Cúp đá các kiểu của tôi đâu rồi. Trời ơi, tức quá. Thôi, tôi xin vô đây toàn thánh năng trộm không à. Còn ăn cướp thì em nói đại ông nội, chị bị đạt, bị đạt. Ê, tính ra tôi kiếm đồ tặng cho mọi người nữa mà sao mọi người nói tôi vậy kỳ quá à. Ông nội con tới đây qua ông tặng tôi cái gì, ông tặng tôi cái container này. Trời ơi. Coi có cái chân container bắt ở chân tôi là cái gì chắc tôi thấy tôi không có cái gì luôn á. Nghĩ sao quá tôi nghe đau lòng với vợ luôn á. Thang gì có giá trị đó. Mấy con bò nè. Từ, mình sẽ lại gần mấy con bò nha bạn nha, mình sợ chạm vô cỏ cái mình chết tiêu. Mày hả bò? Rồi xong nó chạy mất tiêu rồi. Đây, chạy mất tiêu rồi. Ờ đúng rồi, quay lại đây. Con bò này. Trời, nó mới nghe tôi nói chạy mất tiêu nó. Đây, thấy xác rồi nè, Qua đây, mày hả bò? Ôi được. Ê, tôi giết con bò tôi được đuốc nè. Ok, lượm đuốc. Gì vậy? Mày nó đang sống. Ok rồi. Ủa, ở đây có cái hang nè. Ờ kiếm trong hang coi có than không, than mình đào là mình sẽ được đồ xịn đó mọi người. Ờ đang nha, mình giống than rồi chứ phải có cái. Bây giờ mình đi tìm hang á mọi người, đi tìm. Tôi thấy ở bên kia hình như có cái hang to lắm nên tôi đào đất tôi đi qua bên đó thử. Đâu. Tôi qua vậy tôi đi ba tụi mình qua chung luôn đào cho nó thú vị. Nè đi qua đây. Cho là Sim. Thôi là Sim. Thôi là cho mấy cục. Từ để mấy cục sắt để làm đó, làm đi. Làm cho cục sắt đào cho nó sướng. Giờ không có gỗ. Nãy gì đưa cho, trời cái gì mà nghèo khổ dữ vậy em. Không chẳng lột em dữ vậy. Ôi trời ơi. Ê này nha, sao mấy bà mất đồ cái mấy bà quay rồi mấy bà đổi thừa tôi lấy của mấy bà. Rồi xong. Tôi đang đào đất. Tôi đang đào cái tự nhiên cái cục đất nó mọc cỏ ra xong chết tôi luôn. Ôi trời ơi, mấy cái đồ xịn nó tàn bị rơi trên cỏ không à, mà mình bước lên cỏ là mình chết đó cho nên không lụm được. Khó quá ta. Đào cỏ. Trời, cái nào không sao ngắn vậy? Thì tôi đang đào nè. Ui trời. Mày quá trời, mấy bạn thấy gì không? Mình mới vừa nhảy xuống cái cục đất nó biến thành cỏ luôn. May mà mình né kịp thôi mình chết queo rồi. Sim mày đào lên đi Sim. Chắc đặt lên quá. No! Chưa bao giờ tôi hận cái khói cỏ trong Minecraft như lúc này. Yeah, chúng ta làm gọi là cái gì ta? Lên đỉnh gì ta của cái cây. Woo! Trời tôi. Trời ơi, cái gì vậy? Mèo Simi đã đi rồi. Trời ơi.
Không trên đứng trên mấy cái cây, đứng trên mấy cái này nó mới an toàn ấy, hiểu không? Đừng đứng trên này. Bây giờ tôi nói thiệt luôn á, mọi người đứng ở trên cục đất là nó còn nguy hiểm hơn nữa, mọi người phải đào một cục gì đó, mọi người đứng lên. Này nó này nó hồi cục lá lại. Trời ơi. Rồi xong Sam đi theo Sim luôn rồi, trời ơi. Rồi chính bất đi địch luôn. Chính thức. Cái này người ta gọi là không còn cái nịt luôn á, cái này ta gọi là không còn cái nịt luôn á, cho nên cái đó là còn. Trời ơi, cho nên tức ghê luôn, đi xéo cái nó chết luôn. Đây 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 đây, đi theo Phong, đồ bên đây nhiều, bên đây có nhiều gà nữa, mình có thể giết gà để mình gọi là lấy đồ, hiểu không? Đi theo Phong. Nói thật, kiếm được ngọc Ender chắc già luôn á Phong. Yên tâm, hồi nãy tôi kiếm được ngọc rồi mà tôi chết mất rồi. Xin bành xác. Thôi, tôi xin từ bỏ. Tôi đã quá gọi là mệt mỏi cái thế giới xanh lè rồi. Không được. Mọi người không được từ bỏ. Đây đây, mọi người đi theo tôi nè, tôi thấy bên đây có cái hang nè, tôi nghĩ bên dưới hang này sẽ có đồ xịn, đi theo tôi. Yes, mấy bạn ơi, mình đã xuống dưới được rồi, mình mừng quá. Ôi, có thang nè, trời, chưa bao giờ tôi thấy thang mà tôi mừng như như lúc này. Nè, bây giờ xuống mà không có cái gì để đào sao được nội. Gỗ đầy nè bà nội, gỗ đầy nè, tôi chế tạo cúp cho mình đào thôi. Nhiều gỗ hả? Đâu, đây, 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 tôi không có. Đâu? Johnson. Nè. Oh my god, mất tất cả rồi. Trời ơi. Mấy cục than này hy vọng nó sẽ cho chúng ta đồ xịn. Đào hỏi nào. Ôi, được dưới đây. Giờ được mấy cây đuốc bà nội ơi. Ok, bình thuốc nè. Ok, rồi gì nữa không? Đuốc nữa, trời ơi, sao tan đuốc vậy? Ôi, kim cương. Kim cương nè, xím xám ơi. Trời ơi, quá xịn, quá xịn. Thấy chưa, thấy chưa tôi. Đào ra cái đuốc á kiểu mũ thở dưới nước. Ôi vậy xịn. Ok, đào tiếp. Trời ơi, sao ổng là thần may mắn hả? Sao tôi xui như quỷ. Ôi mọi người coi nè, tôi đào được cái cánh nè. What the. Cái cánh này tùy với đứng độ cao nó bay được chứ. Không, bay mình chỉ cần kiếm được pháo hoa là mình bay được rồi. Ok rồi, đào được tiếp ha. Ok, xuống dưới thử. Zombie. Mọi người ơi, cứu tôi với, tôi không có vũ khí. Ok, bây giờ mình sẽ xuống dưới đây, hình như là giết zombie là chúng ta cũng sẽ được đồ xịn hay sao mọi người ơi. Trời ơi, có Phong ơi, không có cái gì hết trong tay. Đây đây, hình như là giết zombie cũng được đồ xịn luôn nha. Đâu để Phong thử kiếm con zombie. Đây nè Sam, đây nè Sam. Cái này là cái hang nha, cái hang này chỉ toàn là đá không chứ đâu có cỏ đâu, mình sợ chết. Ủa đây có thang này, đây không có thang nữa. Mọi người ơi, mọi người coi Phong kiếm được gì nè. Một rừng thang cái gì luôn nè. Một đống táo vàng in chen luôn. Sam ơi xuống đây Phong cho nè. Tôi cho tôi cái cốc tuyết đào. Cho tôi cốc với Phong ơi. Ê, từ từ, để Phong xíu. Ủa, mũ giáp tôi đi đào đây. Đây tôi thấy quả trời thang lên. Đây coi thang này. Đào tiếp đào. Ủa, nó giáp gì? Vậy kim cương. Trời ơi, giàu chưa? Nhiều đồ xịn quá. Thấy không, kiếm được thang cái là coi như là mình may mắn rồi. Kiểu này mình giết rồng nhanh rồi, yên tâm đi. Ôi, thêm đống thang luôn nè. Holy god. Ôi trời, cúp kim cương. Ok, cúp kim cương. Đây, đồ xịn quá. Sao mày được nhiều xịn đâu Sam? Đây, đều kim cương nè. Quá trời luôn. Ôi, kim cương quá trời luôn mọi người ơi. Trời, thang thề luôn. Thang nó thích kim cương mọi người. Trời, vật tổ. Có khiên. Vật tổ trường sân sinh. Ok, hợp lý. Ê, ngọc Ender kìa. Bây giờ là tôi đã có được khá khá gọi là ngọc Ender nè. Tiếp theo nữa chúng ta. Ê, đây mới vừa nhắc luôn. Kiếm lava để chúng ta làm cổng địa ngục. Trời, mới vừa nói luôn, có luôn nè. Ok, hợp lý. Rồi. Ê, Sim Sam, chuẩn bị xuống địa ngục nào. Ủa, nhanh dữ vậy. Trời, Phong mà, Phong biết pro mà. Trời ơi, nghĩ sao vậy. Đây. Ok. Rồi, xuống đây. Đây, thắp đèn lên nào. Bùm. Rồi, ok, đi qua nào. Let's go. Ôi, hợp lý nha. Chúng ta xuất hiện ở ngay cái chỗ của mấy con heo luôn nè. Hợp lý. Xịn. Ôi, trời ơi. Đi xuống dưới đây kiếm mấy con heo. Không thấy mấy con heo đâu mà còn thấy mấy con slam gọi là dung nham nữa chứ. Thiệt. Ê, ui, quên, mình quên mất là mấy con này nó có thể phân thân được. Rồi, mình phải giết của nó. Trời, ông ở đâu vậy, cẩn thận nha. Bài, chị em tôi đứng đây nè. Đi đâu đi vậy? Đi qua đây phụ tôi, tôi bên đây nè. Tôi đang đi kiếm mấy con heo. Thấy tên rồi, trời đi, mình xa lắc xa lơ gì trời. Phải đi xa vậy, mình mới đi kiếm được mấy con heo chứ. Ok rồi, con heo. Ủa, sao bảo chỗ này gần heo? Chỗ này nó gần, chỗ này quan trọng là, chỗ này thì cái chỗ này nó gần mấy con heo thật á. Nhưng mà phải đi kiếm vào nó. Ủa, chứ tôi nghĩ không nên gây sự tụi này đâu, này ghê quá à. Thì bây giờ mình đi, mình muốn đi qua được bọn nó, mình phải giết bọn nó trước mình mới qua được. Ok, rồi. Tôi đau khổ luôn á mọi người. Đặt lắp qua tôi chưa sao. Ê, đây, thấy mấy con heo, thấy mấy con heo rồi. Mấy con heo kìa, trời ơi, trời, tôi đào đúng chỗ ha. Ê, Sim, đưa tôi gì ta, mấy cái, mấy cục vàng coi. Ok rồi,
Tôi có mấy chị vàng nó cũng cần không? Có 3 năm chị vàng mới tìm nè. Bà đưa tôi 5 chị vàng ngày sao đổi được đồ bà nói. Ok xin xa Sam đi ra. Tôi có cái cánh thì tôi bay qua bằng đó. Hey. Đây. Ok rồi. Hello mấy em heo. Ê sao nó quýnh tôi vậy? Ê mình đổi đồ, mình đổi đồ, mình thiện chí, mình đổi đồ nè. Mình đổi đồ bạn ơi. Trời, con heo này. Ê dạ, tao quýnh tôi. Con heo này mày. Mày không thích đổi đồ tao giết mày luôn. Ok. Đây đây, mình có rất nhiều đồ. Mấy bạn cứ đổi đồ với mình nha mấy bạn. Ủa, sao nó quýnh? Oh no. No, nó tự quýnh nhau luôn, nó tự quýnh nhau luôn á trời, nó thông minh. Trời ơi. Đang đổi đồ mà tự nhiên không nó quýnh nhau làm gì xong nó chết queo hết trơn luôn các bạn ơi. Tao lao thiệt chứ. Bọn này giang hồ quá, bọn này giang hồ quá. Ok, tôi hiểu rồi, do là bọn mình không mặc bộ giáp vàng á cho nó quýnh bọn mình á. Ok. Đúng rồi, giáp vàng, đúng rồi, phải có giáp vàng. Đây đây đây, thấy mấy con heo rồi nè. Ok, bây giờ tôi sẽ mặc cáo giáp vàng vô. Rồi. Bây giờ mình sẽ qua mình đổi đồ cho nó nha các bạn nha. Ok, xin sao qua phụ tôi đổi đồ nha. Dạ, tôi nhớ dép với giày mà ta, dép với mũ giày mới được. Cái gì cũng được hết bà này, sao bà cãi tôi hoài, bà nhắm bà sinh tồn giỏi bằng tôi không? Sao bà họ bà cãi tôi hoài vậy? Nè, tôi bỏ đồ thứ gì đồ lao vậy? Đi vòng vòng, đi vòng vòng quăng vàng cho mà nói. Nó quăng đá cho tôi ông ơi. Trời ơi, tụi này đuổi tao lao quá à. Ngọc Ender. Yes, nó mới cho tôi thêm mấy ngọc Ender nè. Ơi mọi người, từ nãy giờ có ai được quay quỷ lửa không? Ôi con gắt, con gắt. Ok, chạy. Ê, đây, que quỷ lửa nè, trời, ông bà nào lụm được không chịu lấy vậy? Ủa, ai biết, à tôi hả, trời, ai biết đâu. Đi về. Heo nha, bye bạn. Bye bạn heo nha, cảm ơn các bạn, đổi đủ đồ rồi, về, mọi người, về. Uầy, tính ra là mình về đây xong ở đâu ra quá trời zombie vậy ba? Ai biết không nội, trời, bây giờ tối quá, tôi thui nè. Đi, bây giờ bọn mình phải đi kiếm gọi là đường đi đến chỗ con rồng Ender nè. Bây giờ mình lên trên đi. Bây giờ chúng ta đã gọi là người ta lên được trên bờ nè. Bây giờ mình sẽ chế cho mình cái bàn chế tạo. Sau đó là đặt bàn chế tạo ra. Mình sẽ bỏ mắt Ender vô. À không, mình vứt Ender đó trước đã. Bỏ mắt Ender vô. Rồi ok. Đã có gọi là mắt của Ender nè. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm hang rồng và sau đó giết con rồng và phá đảo game. Mình sẽ giành chiến thắng nha các bạn nha. Hiện tại bọn mình vẫn đang ở trên cây. Bọn mình không dám xuống dưới đất, bởi vì xuống dưới đất là bọn mình sẽ chết queo liền. Ok thôi đi nào. Let's go. Để mình quăng cái viên ngọc đầu tiên nè. Rồi nó bay hướng nào ạ? Ô hướng này. Ok lượm lại. Đừng để nó rơi xuống đất. Nó rơi xuống đất là coi như mất luôn á. Trời ơi trời. Này, tôi cầm được rồi. Có ai có đá không? Mình lấy đá mình đặt đường đi. Đây, quá trời nè, đất đá gì có hết nè. Đất mòn sợ đá có hết. Mày có nước, nhảy xuống dưới nước nha để tránh bị chết nha. Lên cây, tiếp lên cây. Lên cây hợp. An toàn đi, ghê quá. Tôi sợ quá. Đụng dưới đất cái là chết queo luôn, tôi sợ lắm luôn. Thế giới này nó khắc nghiệt lắm rồi. Ok rồi, đi qua đây. Ok, hình như là gần tới. Ôi, hình như là ở dưới chân mình luôn nè mọi người ơi, dưới chân. Không, bên đây. Trời, tôi nhầm. Trời ơi, tôi thấy nó biến mất. Tôi tưởng là nó nằm dưới chân mình. Ok rồi, tiếp nha. Chết rồi, cái cục này nó nằm ở bên dưới đất rồi. Từ từ để mình đập ra. À, khổ quá. Tôi có xẻn nitrit nè, đấy. Đào cho nhanh. Ok. Rồi. Ôi trời, đúng là xẻng lý có khác hen. Ok, hình như bên kia nó là hướng bên đó mọi người, đi qua đó. Ui đơn giản lắm quá. Hey, ok bạn ơi, cuối cùng thì bọn mình cũng đã kiếm ra được cái chỗ để đến giết con rồng rồi. Thời luôn, con rồng mất dậy từ nãy giờ ta đi kiếm mày hơi bị mệt luôn. Ok rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Đây. Khoan từ trước khi xuống cái đó chúng ta cần phải là chế chúng ta mấy cái giường nè. Ok, có gỗ không? Đây, tôi có giường không? Có chơi giường nè. Hả? Đâu? Thôi mình chế thêm đi, tại vì nhiêu đây nhiều khi giết không đủ đâu. Ai biết. Rồi đây, gỗ đây. Quá trời gỗ đây. Mấy cái gỗ, không một cái gỗ à. Chơi cho tôi, có ai có tên nhện không? Trời, tên nhện luôn, chúng đào cho vui, không có ít luôn hả? Đúng rồi, tên nhện là mình chế giường được mà. Ai ba sợi tên nhện, tôi sẽ cúng hiến cho ông đó. Ok, đây, cho tôi. Bao nhiêu tên nhện cũng được hết, có tên nhện là xịn rồi, ok. Nhiêu đây giường đủ không ta? Tôi không biết nhiêu đây giường có đủ không đây nè. Ok, chắc cũng đủ á. Tôi thì tôi chưa bao giờ giết rồng bằng giường cả, cho nên tôi cũng không biết là sao, không biết có thắng được không đây, hên xui nha. Ok rồi. Ăn táo vàng enchant cho mọi người có táo vàng enchant đúng không? Ăn táo vô. Ok ăn vô vô. Rồi. Rồi ok, đi giết rồng nào. Let's go. Let's go. Ui, đây là green. Oh my god. Đây là kết thúc sao? Rồi, bây giờ đào lên trên. Đào lên trên. Khoai nè, cúp nè, đồ nè. Đập nè. Ủa sao cúp nè, đồ
Cấp xe nhé. Sam ơi, đào hình cầu thang để đi lên, bà đào cái kiểu gì vậy? Quên, tôi xin lỗi. Đây, thấy con rồng rồi, thấy con rồng rồi. Chết mày với tao con rồng. Chết rồi, tôi đặt nhầm rồi, tôi chưa bao giờ giết rồng theo kiểu này hết cho nên tôi đặt hơi ngu. Còn không sao, hy vọng là được. Rồi mọi người tránh ra, cho con rồng xuống, Tránh ra. Nó chưa xuống. Xuống rồi kìa. Ôi, nó tự phá giường rồi. Oh no. Cái gì vậy? What the hell? Ok. Vậy? Mày quá, con rồng đánh tôi văng lên trời luôn. Cái gì vậy mọi người? Tụi tao ăn cá con táo vô. Tôi thấy cái gì đó hơi sai. Sim ơi, tôi không phải là The Real. Trời ơi. Ê mọi người, hay là bây giờ tôi nghĩ là tôi không làm The Real được đâu mọi người. Chúng ta không làm The Real được rồi. Chúng ta giết rồng bằng tay rồi. Thế mình phải cái trụ hồi máu của nó. Bắn. Mọi người có gì bắn không? Trên mạng mà ai không có đồ bắn đặt lóc leo lên. Tôi có nghĩ ông sẽ như anh Siro sẽ đặt giường cắt kẹo nhưng không. Không, tôi không được như Siro là bởi vì tôi chơi kỹ năng rất là dở, tôi chỉ biết gáy thôi, tôi không biết làm gì hết. Ông gáy thì coi nó có sợ nó chết không? Nó gáy nó sợ chết này hơi khó nha. Đây còn nhiều cái cột lắm nè. Trời ơi. Đặt đi. Tôi thấy Sammy đang đào obsidian để leo lên kìa. Sam chưa cháy vậy Sam? Tính ra con rồng nó quýnh tôi xong tôi không đấu luôn. Hết chưa? Lấy đồ của tôi. Còn nhiều cái trụ chưa đập lắm. Còn nhiều lắm. Oh no. May quá, mình có táo vàng enchant, không thôi là mình chết rồi. Hình như hết rồi, con rồng nó hết tại sao á. À đây, tôi thấy táo vàng enchant. Tôi thấy táo vàng enchant của Sam rồi. Tôi lụm. Oh my god, nó sẽ mạnh quá mọi người. Ôi, nó xuống. Quýnh nó. Simmy bị nó quýnh bay lên trời. Trời, con quỷ. Ôi, nó sắp chết rồi, Mày hả mày? Cuối cùng giết được nó rồi mấy bạn ơi. Kinh nghiệm kìa Sim ơi. Lâm. Cô đơn quá. Sammy đang ở trên bờ mình. Ok bạn ơi, vậy là coi như cuối cùng thì mình và Sammy và Simmy cuối cùng cũng đã vượt qua được thử thách này. Và bọn mình đã phá đảo được game, giết được con rồng Ender trong thế giới chỉ cần chạm cỏ là chết. Và phần thưởng cho sự chiến thắng của bọn mình đó chính là một cái trứng hộp vịt lộn. Không biết là nãy chữ sinh tồn lại làm gì được cái hộp vịt lộn đang xì đấy trời. Rồi ok bạn ơi, vậy là coi như là mình với Sam giành chiến thắng rồi. Ok, kết thúc video tại đây, tạm biệt các bạn. Mình chán cái thế giới này lắm rồi, cứ đụng vô cỏ là chết. Mình không muốn chơi thế giới này nữa. Tạm biệt mọi người, thôi kết thúc video. Nhớ like, share và subscribe ủng hộ cho mình và Simmy và Sammy nha. Còn bây giờ thì bye bye.